chào, tôi là Nguyễn Phạm Yến Nhi, hiện tại đang học tại Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn FBA. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến mọi người bộ sưu tập nằm trong đồ án tốt nghiệp của tôi. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ kiến trúc Gothic. Tôi chọn kiến trúc mái vòm, màu sắc tranh kính để đưa vào thiết kế của mình. Tôi sử dụng form đồng hồ cát trên nền chất liệu von organza cùng với kỹ thuật ghép vải và đính kết thủ công để tạo nên những đường nét trong kiến trúc mái vòm và tranh kính. Khi nhắc đến phong cách Gothic, người ta thường nghĩ đến một màu đen và sự ma mị. Cho nên tôi muốn thổi một làn gió mới đầy màu sắc và sự tươi sáng vào phong cách này.